Hàn Quốc hiện đứng đầu về tổng số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký trong số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện đầu tư vào thành phố Hải Phòng. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại bến phà Đồng Bài Cái Viềng được các đơn vị chức năng đặc biệt quan tâm, giúp du khách có những ngày nghỉ an toàn, ý nghĩa. 70 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức của người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên cảm xúc của ngày chiến thắng. Thưa quý vị, đó là những thông tin chính trong bản tin Hải Phòng hôm nay, 16 Alive. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với tổng số 183 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 11,5 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc hiện đứng đầu về tổng số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký trong số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện đầu tư vào thành phố Hải Phòng. Tiếp nối thành công từ các chuyến công tác năm trước của lãnh đạo thành phố, xúc tiến đầu tư tại nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Năm 2024, thành phố Hải Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, tiếp tục xác định chiến lược thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng phát triển 3 trụ cột công nghiệp công nghệ cao, cảng biển logistics, du lịch thương mại, hướng tới các đại bàng lớn có tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa, khả năng kéo theo các vệ tinh khi đầu tư tại Hải Phòng. Ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao phù hợp với xu thế hiện nay của thị trường và chuỗi cung ứng. Trong ngày làm việc thứ tư tại Hàn Quốc, lãnh đạo thành phố đã thăm các cơ sở sản xuất và làm việc với tập đoàn LG cùng nhiều tập đoàn lớn khác. Song song với nỗ lực ngoại giao, chủ động xúc tiến thu hút đầu tư tại chính các thị trường trọng điểm thay vì đợi nhà đầu tư đến, Hải Phòng chủ động chuẩn bị sẵn các điều kiện đón làn sóng đầu tư mới bằng việc tận dụng tối đa các cơ chế chính sách, sự tạo thuận lợi của Trung ương, tăng tốc triển khai các dự án hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, giao thông, cảng biển. Với mục đích tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn thành phố được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động và nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng của các doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân quận Hải An phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng tổ chức phiên giao dịch việc làm quận Hải An năm 2024. Phiên giao dịch việc làm thu hút sự tham gia của 25 đến 30 đơn vị doanh nghiệp có quy mô sản xuất kinh doanh lớn, đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước với nhu cầu tuyển dụng phong phú, đa dạng, số lượng lên tới hơn 5.000 lao động thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, du lịch và dịch vụ, gồm các ngành nghề như cơ khí, đóng tàu, sản xuất linh kiện điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, kế toán, hành chính nhân sự, kinh doanh bán hàng, sản xuất chế biến, giày da may mặc, công nghệ thông tin. Mình thấy là cái phiên giao dịch việc làm hôm nay ấy thì khá là có ích cho cả người tuyển dụng và người được tuyển dụng. Vì mọi người đến đây với rất là nhiều tiêu chí khác nhau, nhu cầu nghề nghiệp khác nhau, thì qua đây thì mọi người sẽ chọn lựa được những cái công việc phù hợp theo dựa theo những cái tiêu chí của mình, nhu cầu của mình, đồng thời là qua những cái lời tư vấn của các nhà tuyển dụng. Còn đối với các nhà tuyển dụng thì đây cũng là một cái cơ hội tìm kiếm những nhân viên, những ứng viên rất là tiềm năng. Ủy ban dân quận tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố tìm kiếm và làm cầu nối với tất cả các cái doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng như là trong quận để tìm ra các cái vị trí việc làm đa ngành nghề, nhiều vị trí và nhiều mức thu nhập để cho người lao động cũng như là học sinh, sinh viên, rồi là đặc biệt là quân nhân xuất ngũ trở về có cơ hội để tìm kiếm việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn, nghiệp vụ của mình và có nguồn thu nhập theo mong muốn. Đến với phiên giao dịch việc làm, người lao động còn được gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường nghề, có cơ hội lựa chọn ngành nghề học tập phù hợp, được tư vấn xuất khẩu lao động tới các thị trường có tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan và các chế độ chính sách về người lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội. Thông qua phiên giao dịch việc làm nhằm giúp các em học sinh và người lao động có cơ hội tìm kiếm được việc làm phù hợp và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Nhân dịp này, Tổ chức Giáo dục EIM trao biển tượng trưng 30 suất học bổng tổng trị giá 236 triệu đồng, gồm 20 suất học bổng du học trị giá 200 triệu đồng, 10 suất học bổng tiếng Trung miễn học phí 100% cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 36 triệu đồng. Theo kết quả khảo sát của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, bất chấp sự trầm lắng tại nhiều địa phương, trong 4 tháng đầu năm, thị trường bất động sản tại thành phố Hải Phòng vẫn tiếp tục duy trì tín hiệu khởi sắc.
Trong 4 tháng đầu năm, phân khúc bất động sản có lượng giao dịch tăng tại Hải Phòng là các sản phẩm dành cho người tiêu dùng có nhu cầu thật thuộc các quận trung tâm như Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền, Hồng Bàng, với phần lớn là các sản phẩm có mức giá dưới 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thị trường cho thuê căn hộ nhà phố, nhà liền kề vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Các phân khúc sản phẩm nhỏ tại trung tâm của các vùng ven như huyện An Dương, Thủy Nguyên, Kiến Thụy cũng ghi nhận lượng giao dịch tăng với giá có xu hướng lên nhẹ từ 5 đến 10%. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo các khu du lịch của thành phố sẽ thu hút đông đảo du khách, trong đó có đảo Cát Bà. Tại bến phà Đồng Bài Cái Viềng, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy đang được ban quản lý bến phà và các lực lượng chức năng tập trung thực hiện. Từ ngày 1 tháng 3, bến phà Đồng Bài Cái Viềng chính thức đi vào hoạt động, thay thế bến phà Gót Cái Viềng, vận chuyển người, phương tiện từ đất liền ra khu du lịch đảo Cát Bà và ngược lại. Trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, ban quản lý bến phà sẽ đưa tối đa phương tiện vào khai thác. Trong số 8 phà, có 4 phà trọng tải 100 tấn, 1 phà trọng tải 80 tấn và 3 phà nhỏ tự hành. Cùng với đó, hoàn thiện khu vực nhà chờ, phục vụ du khách, để giúp du khách di chuyển thuận tiện, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đơn vị chủ quản, các lực lượng chức năng tập trung triển khai với nhiều giải pháp. Hành khách qua bến phà thì chúng tôi đã cho kiểm tra tất cả các cái trang thiết bị về phao cứu sinh, cung cấp thêm phao cứu sinh theo đúng đăng kiểm của các phương tiện, cũng như là phòng cháy chữa cháy cũng liên kết với lại tất cả các cái đơn vị, ví dụ như là đồn biên phòng, thanh tra, công an giao thông đường thủy đảm bảo an toàn giao thông, quán triệt cho tất cả các cái thuyền viên cũng như là thuyền trưởng là nghiêm cấm trong các việc là nghiêm cấm việc uống bia rượu trong cái giờ làm việc cũng như là điều khiển phương tiện qua sông để đảm bảo an toàn cho các du khách. Dự báo dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và mùa du lịch hè năm nay, bến phà Đồng Bài Cái Viềng sẽ phục vụ hàng triệu lượt người và phương tiện lưu thông từ đất liền ra đảo Cát Bà và ngược lại. Với đặc thù là tuyến đường thủy nội địa lại hoạt động đan xen với luồng hàng hải, nên năng lực vận chuyển, thời gian di chuyển, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy đang được các đơn vị chức năng đặc biệt quan tâm, giúp du khách có những ngày nghỉ an toàn, ý nghĩa. Thưa quý vị, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập và chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, gắn với đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đánh giá về ý nghĩa trọng đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc bị áp bức đã đánh bại cuộc xâm lược của một đế quốc hùng mạnh, giành lại độc lập cho dân tộc, đem lại ruộng đất cho dân cày, đưa lại quyền dân chủ thực sự cho nhân dân. Đã 70 năm trôi qua, nhưng trong ký ức của người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên cảm xúc của ngày chiến thắng. Khi đánh chiếm nó đầu hàng, cái chúng tôi ở trên đồi C1 với các nơi gì gieo hò như là vang trời nở đất. Lúc mà chúng tôi gặp chị em Thái, dân tộc Thái, ra đó thì tôi sung sướng lắm. Pháo binh thường ở trên đồi, trên mặt trận, nhìn thấy cái cảnh mà nó ra hàng binh, nó giơ súng, nghĩ là xúc động, nghĩ giờ cũng thấy cái khí thế của dân tộc của mình nó cao quá. Mà nhất là lại sau về lại tuyên, lại hành quân về Tuyên Quang lại gặp được Bác Hồ. Dù đã bước sang tuổi 93 với 65 năm tuổi đảng, nhưng mỗi khi nhớ về những ngày tháng kháng chiến gian khổ mà đầy hào hùng ấy, đôi mắt người cựu chiến binh Đồng Duy Hạnh vẫn ánh lên niềm hạnh phúc, tự hào. Trong kháng chiến thì thiếu thốn về vũ khí, về lương thực. Tôi đi làm gì thì có chăn màn, có quần áo gì đâu, nằm côm ôm nhau. Nấy ná rừng để giải nằm chứ làm gì có chiếu, làm gì có chăn, làm gì có màn. Tôi mới lại kháng chiến, tôi chỉ kiên trì là thành công và hoàn thành sự nghiệp của mình, tôi mới lại trọn vẹn. Còn với cựu chiến binh Phạm Hậu ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thì những ngày tháng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, dù có gian khổ, hy sinh, nhưng ông và các đồng đội luôn mang một tinh thần thép, quét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt.
Nhiệm vụ của tôi lúc bây giờ là chiến sĩ trinh sát ở đến biên phủ, tức là chiến sĩ làm cái nhiệm vụ phục vụ cho pháo bắn, xác định các cái mục tọa độ mục tiêu, rồi hướng cự ly để cho pháo bắn. Tuy rằng khó khăn nhưng mà chí khí chiến đấu nó hăng lắm. Trở về đời thường, những người lính Điện Biên năm xưa vẫn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nuôi dạy con cháu trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở ra bước ngoặt cho dân tộc ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những đóng góp to lớn của mỗi chiến sĩ Điện Biên năm xưa sẽ luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Và đến đây, Nhã Phương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Hải Phòng hôm nay, 16 Live vào khung giờ này ngày mai.